Tam Đảo là khu nghỉ mát lý tưởng của miền Bắc. Khu nghỉ mát Tam Đảo nằm lọt trong thung lũng Máng Chi. Với độ cao khoảng 1.000 mét, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 25 độ C. Cái tên nơi này có được là do ba ngọn núi Thạch Bàn, Thiên Thị và Phú Nghĩa nhô lên trên biển mây. Đứng giữa đất trời, nhìn ba hòn đảo nhấp nhô trên đám sóng mây, ta mới hiểu vì sao vùng đất mát mẻ này có tên là Tam Đảo. Tam Đảo được biết đến từ những năm đầu thế kỷ 19 do người Pháp phát hiện. Đến năm 1940, Tam Đảo đã là một đô thị trên núi cao với nhiều tòa nhà, biệt thự cao cấp, lộng lẫy. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này một khung cảnh tuyệt vời, vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo. Trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi, rồi xà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Thế nên, đây là nơi lý tưởng cho bạn nghỉ dưỡng sau một tuần làm việc vất vả. Đường đi lên Tam Đảo vòng vèo, vất vả nhưng lãng mạn nên thơ. Sọc đường lên là hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi. Chúng tỏa hương thơm lạ, màu sắc rực rỡ. Rồi xuất hiện nhiều loại bướm đủ màu rập rờn trên hoa lá. Chúng đậu, bay theo du khách như các sứ giả đón khách ghé thăm. Đến Tam Đảo, ta sẽ cảm nhận ngay được mùi vị của sương, gió mát rượi. Cái lạnh mát ấy lùa vào từng thớ da thịt, khiến người ta thoáng rung mình. Có lẽ chỉ cách đó chừng một tiếng đồng hồ, họ còn ở nơi phố thị bụi bặm đầy tiếng còi xe. Thì giờ đây, họ đang được đứng ở giữa vùng núi xanh tươi yên bình này. Không cần cầu kỳ, chọn cho mình một khách sạn nhỏ. Để đồ, xông lại quần áo và bước đi khám phá thị trấn nhỏ bé này. Có thể là bên ly rượu chuối thơm lừng, hít hà mấy món nướng nóng bỏng tay trên bếp than hồng. Có thể đi thăm thú nhà thờ cổ Tam Đảo, được xây dựng vào năm 1937 theo kiến trúc Pháp, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Cũng có thể tới Thác Bạc, tới đền Bà Chúa Thượng Ngàn, tháp truyền hình, đỉnh Rùng Rình. Hay xa hơn nữa là Tam Đảo II, nơi vào thời Pháp cũng là điểm nghỉ mát lý tưởng, nhưng đã bị bỏ hoang lâu nay. Thị trấn Tam Đảo khá nhỏ bé. Bạn chẳng cần phương tiện gì để khám phá nơi ấy hiệu quả hơn việc đi bộ. Cái lạnh ở đây khiến việc đi bộ trở nên dễ dàng hơn. Tưởng như cái mệt đã bị khí hậu và cảnh đẹp của Tam Đảo nuốt trọn. Tất cả cảm xúc đọng lại, đôi chân thêm sức mạnh dấn bước. Ngắm nhìn những ngôi nhà mái đỏ tươi, những vườn su su xanh mướt quấn quýt ôm lấy những nóc nhà bé nhỏ. Chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của đất, rừng, mây, núi
và con người Tam Đảo. Tam Đảo giờ đã khoác lên mình một diện mạo hiện đại, trẻ trung, năng động của khu du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, đâu đó vẫn ẩn hiện những dấu tích cổ xưa của một hòn ngọc Đông Dương mà những người tinh ý có thể tìm thấy.